Xin chào quý vị và các bạn. Trong bản tin xe hay ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Mitsubishi Việt Nam giới thiệu mẫu xe Xpander phiên bản đặc biệt giá 630 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm cột mốc doanh số 50.000 xe sau 3 năm ra mắt tại thị trường Việt, Mitsubishi Motor Việt Nam giới thiệu Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt với những nâng cấp thiết thực hướng tới một mẫu MPV an toàn, tiện nghi và lý tưởng dành cho gia đình. Xpander phiên bản đặc biệt được trang bị thêm hai tính năng an toàn là camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống cảm biến lùi giúp tài xế mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng phát hiện chướng ngại vật, giảm thiểu điểm mù và nguy cơ va chạm khi lùi xe. Màn hình giải trí cảm ứng của phiên bản đặc biệt được nâng cấp từ 7 inch lên 10 inch. Màn hình này có khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB để tăng tính trải nghiệm của người lái trên mỗi hành trình. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được lựa chọn một trong 5 bộ tem ngoại thất thể thao giúp làm tăng sự năng động, cá tính cho xe. Đặc biệt, một tem kỷ niệm 50.000 thành viên của cộng đồng Xpander sẽ được dành tặng đến các khách hàng đã mua xe trước đây khi đến bảo dưỡng tại nhà phân phối sau giai đoạn giãn cách xã hội. Một mẫu xe MPV 7 chỗ tiện nghi và an toàn sẽ là giải pháp lý tưởng cho các khách hàng họp mặt cùng gia đình sau khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, khách hàng có thể đặt trước Mitsubishi Xpander phiên bản đặc biệt thông qua website chính hãng hoặc các nhà phân phối ủy quyền của MMV trên toàn quốc. Xe sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để giao đến khách hàng ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Xpander phiên bản đặc biệt được lắp ráp tại Việt Nam không những sở hữu những nâng cấp thiết thực, tiện dụng và phong cách, mang lại cho gia đình những hành trình trọn vẹn hơn mà còn có giá bán hấp dẫn 630 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 9 sẽ được nhận thêm gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Như vậy, tại thị trường Việt Nam, Xpander được bán ra với 4 phiên bản, với giá khởi điểm từ 550 triệu đồng cho phiên bản MT nhập khẩu và cao cấp nhất là Mitsubishi Xpander Cross nhập khẩu có giá 670 triệu đồng. Toyota 4Runner TRD Sport 2022, phiên bản nâng cao trải nghiệm đi phố. Khác với gói TRD Offroad và TRD Pro tập trung vào việc chinh phục địa hình, TRD Sport sẽ cung cấp các tính năng nâng cao hiệu suất trên đường đô thị dành cho Toyota 4Runner 2022. Toyota 4Runner TRD Sport 2022 được trang bị hệ thống giảm xóc liên kết chéo để cải thiện khả năng xử lý trên đường phố. Hệ thống này sẽ tự động điều chỉnh lực giảm xóc của bộ phận giảm xóc khi xe gặp bề mặt mấp mô hoặc khi vào cua. Khách hàng có thể chọn lựa giữa hệ dẫn động 2WD hoặc 4WD bán thời gian với hộp số phụ 2 cấp. Với cấu hình 2WD, 4Runner TRD Sport có khoảng sáng gầm là 228,6mm, còn với 4WD thì gầm xe sẽ cao 243,8mm. Ngoài ra, Toyota 4Runner TRD Sport còn có một số điều chỉnh về kiểu dáng để phân biệt với các biến thể khác, nổi bật là mui xe kiểu TRD, đường dây mái màu đen, tấm bảo vệ gầm phía trước cùng các điểm nhấn màu sắc trên lưới tản nhiệt, các tấm bảo vệ gầm bên hông và nẹp sườn. Đối với nội thất, 4Runner TRD Sport 2022 sở hữu các ghế ngồi Softex màu đen với chức năng sưởi ở hàng ghế trước, kèm đường chỉ khâu tương phản màu xám và logo TRD thêu trên tựa đầu ghế. Bên cạnh đó, chiếc SUV còn được trang bị thảm sàn TRD Sport, cần số TRD, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và màn hình thông tin giải trí 8 inch, tương thích Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa. Toyota cũng thực hiện một số cập nhật khác cho gia đình 4Runner 2022, ví dụ như bản TRD Pro hiện có thêm màu sơn vàng chanh Lamb Rush cá tính và tất cả các mẫu 4Runner 2022 đều nhận được tính năng cảnh báo còn người trong xe. Cung cấp sức mạnh cho Toyota 4Runner 2022 là khối động cơ hút khí tự nhiên V6 4.0 lít, sản sinh công suất 270 mã lực và mô men xoắn cực đại 377 Nm. Cận cảnh Kia Sportage 2022 với ngoại hình to lớn hơn. Ngay sau khi ra mắt tại châu Âu, Sportage 2022 đã được Kia công bố ở Úc và dự kiến sẽ mở bán vào tháng tới. Đặc biệt, Kia Sportage 2022 được bán ra tại Úc sẽ sở hữu kích thước to lớn hơn so với phiên bản dành cho khu vực châu Âu. Kia Sportage 2022 có thiết kế được đánh giá là táo bạo và trưởng thành. Ngoại hình của chiếc SUV dành cho thị trường Úc không khác nhiều so với các phiên bản đang được cung cấp trên thế giới. Sportage 2022 vẫn sở hữu những đường nét mạnh mẽ thừa hưởng từ người anh em Hyundai Tucson. Bộ lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng mở rộng vẫn xuất hiện ở đầu xe. Giải đèn chiếu sáng ban ngày LED được vuốt mỏng theo tạo hình boomerang, bao quanh cụm đèn pha Matrix LED, trông hiện đại và không kém phần mạnh mẽ và bề thế.
Khác với phiên bản dành cho thị trường châu Âu, Kia Sportage 2022 bán ra tại Úc sẽ sở hữu kích thước to lớn hơn. Cụ thể, xe có chiều dài 4.660mm, rộng 1.865mm và cao 1.660mm, chiều dài cơ sở 2.755mm. Sportage 2022 dành cho thị trường Úc được Kia cung cấp 4 phiên bản bao gồm S, SX, SX Plus và GT Line. Mỗi mô hình đều được nâng cấp, cải tiến một loạt các công nghệ cũng như trang bị tiện nghi. Một số chi tiết đáng chú ý có thể kể đến như bảng táp lô được trang bị đồng hồ đo kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, đèn LED trang trí, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, vô lăng bọc da, v.v. Tại Úc, Kia Sportage 2022 được tinh chỉnh lại hệ thống treo cho phù hợp với môi trường. Về chuyển động, xe được cung cấp hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ TGDI 1.6 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm, và động cơ dầu diesel tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 183 mã lực và mô men xoắn cực đại 416 Nm. Kia đã nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và ngay lập tức bổ sung nó cho Sportage thế hệ mới, bao gồm cả tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ lái xe trên cao tốc và điều khiển hành trình thông minh dựa trên hệ thống định vị. Một số tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên Sportage 2022 có thể kể đến như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm sau, cảnh báo chệch làn đường, v.v. Mẫu SUV hạng trung thế hệ thứ 5 mới này sẽ phải đối đầu với các đối thủ chính bao gồm Toyota RAV4, Mazda CX-5, Subaru Forester và Hyundai Tucson. Thông tin chi tiết về kỹ thuật và giá bán của Sportage 2022 sẽ được Kia Úc công bố từ nay cho tới ngày ra mắt chính thức. Dự tin Apple sẽ bắt tay với Toyota để sản xuất xe ô tô thuần điện đầu tiên của mình. Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe điện Apple Car đang tiến dần đến hiện thực. Hãng công nghệ Mỹ dường như đang thảo luận với Toyota về vấn đề đó. Sau khi Apple khởi động lại dự án ô tô của mình vào cuối năm ngoái, hãng đã thảo luận với rất nhiều nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp ô tô để cố gắng đưa mẫu xe điện đầu tiên của Apple ra thị trường. Vào đầu năm nay, Apple đã tổ chức các cuộc thảo luận với Hyundai và gặp gỡ một số nhà cung cấp Trung Quốc để yêu cầu công ty Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất pin trên đất Mỹ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được thông qua. Trong vài tuần gần đây, Apple đã tiếp tục các cuộc đàm phán với những công ty như Panasonic, LG, Samsung và SK Innovation về việc phát triển động cơ điện. Theo DigiTime Asia, vị khách tiếp theo mà Apple sẽ gặp gỡ là Toyota. Dù là ông lớn công nghệ của thế giới, nhưng đối với ngành công nghiệp ô tô, Apple chỉ là một người mới. Vì vậy, Apple rất cần có các đối tác đáng tin như Toyota để sản xuất xe hơi thay vì tự xử lý tất cả. Các báo cáo trước đây cho thấy, Apple đang nghiên cứu thiết kế pin độc đáo của riêng mình nhằm giảm thiểu chi phí, đồng thời cũng giúp tăng phạm vi hoạt động so với xe điện thông thường. Apple được cho rằng sẽ sử dụng pin lithium iron phosphate cho chiếc xe điện đầu tiên của mình. Loại pin này hiện cũng đang được Tesla xem xét ứng dụng tại Trung Quốc với chi phí sản xuất rẻ hơn nhưng cung cấp phạm vi hoạt động ngắn hơn. Ford vừa cho ra mắt gói trang bị Splash với màu sắc đậm cùng đồ họa độc đáo và được lấy cảm hứng từ các sản phẩm của những năm 90. Mới đây, hãng xe tới từ Mỹ đã hồi sinh Ranger 2022 với gói trang trí Splash từng được ra mắt vào những năm 90. Chắc hẳn những người hâm mộ Ford Ranger hoài cổ sẽ rất hào hứng và đánh giá cao sự hồi sinh này. Vào những năm 90, Ford Ranger Splash đã mang màu áo đơn sắc, dán đề can vinyl và có hệ thống treo được hạ thấp. Và đến với Ranger Splash 2022, xe vẫn có chiều cao giống mẫu tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nội thất và ngoại thất lại được Ford cải tiến đẹp và độc đáo hơn. Theo nhà sản xuất ô tô Mỹ, hơn 80% khách hàng của Ranger sẽ tùy chỉnh chiếc xe của họ với một gói trang trí nội ngoại thất. Vì vậy, việc cung cấp Splash là hoàn toàn hợp lý. Gói Splash được Ford cung cấp hai tùy chọn khác nhau, gồm Splash Package và Splash Limited Edition. Gói Splash thông thường được phân biệt bằng những thiết kế đồ họa màu đen hai bên thân xe, nằm trên nền sơn ngoại thất màu cam lạ mắt. Các điểm nhấn màu cam cũng xuất hiện ở các lỗ của lưới tản nhiệt. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết khác trên xe được phủ sơn đen bóng tương phản như cản va, nắp gương chiếu hậu, đường gờ bánh xe, lưới tản nhiệt và lỗ thông gió trên chắn bùn. Bước vào trong khoang cabin, Ranger Splash có tông màu đen chủ đạo với đường chỉ khâu màu cam tương phản rải rác trên ghế, vô lăng và cần số. Bên cạnh gói Splash thông thường được cung cấp quanh năm, Ford cung cấp thêm gói Splash Limited Edition mang những màu sơn độc quyền và chỉ được giới thiệu từng chiếc một, vài tháng một lần với số lượng giới hạn. Mỗi chiếc Ranger sẽ có màu sắc nội thất và ngoại thất khác nhau. Mở màn cho bản đặc biệt đầu tiên sẽ là Splash Snow Edition.
Ford Ranger tại thị trường Mỹ được trang bị động cơ 2.3 lít EcoBoost tạo ra công suất 270 mã lực, mô men xoắn cực đại 420 Nm, xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp với hai tùy chọn dẫn động là cầu sau hoặc 4 bánh. Hiện giá bán của gói Splash thông thường là 1.495 đô la Mỹ, tương đương khoảng 34 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, nếu muốn tăng khả năng off-road cho xe yêu của mình, người dùng có thể kết hợp gói Splash với gói FX2 hoặc FX4. Ford cho biết, việc giao hàng Ranger Splash 2022 sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.